Tháng 7 năm 2024, tỉnh Sơn La phải đối mặt với một trận lũ lụt lịch sử, gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng và ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng ngàn người dân. Quá ghê luôn. Trên đấy lũ ác không ạ? Nhưng mà nó kiểu nó ngập hết đấy. Nó ngập trên thiệt hại hết nhỉ. Các bác ở trên này bảo có mấy người bị chết đuối, mới tìm xác được 3 người à bác? Còn một người nhá. Còn một người ông già. Còn một ông cụ nữa, không biết là đang ở đâu. Này, các bạn nhìn xem cá này. Toàn cá 5 cân, 7 cân. Đây, cá này. Chảy xiết như thế mà nhỉ. Đây cá này. Ông già kia đứng vào cái ao ấy. Ông cụ kia là ở nhà ao à? Đây. Cả một vùng luôn. Cá rất nhiều. Anh em nào thích ăn cá thì lên đặt bản mỏng nhá. Nhiều lắm này. Quay bằng điện thoại để cho mọi người dễ hình dung hơn nhé. Đấy. Rất cuồn cuộn luôn.
bên kia có đội cứu hộ đang đi tìm cái gì ra ấy. Đang tìm gì đấy Dũng? Đang tìm cái gì đấy? Tìm người mà tìm người mất tích. Ở đâu? Ở xã Bản Lầm, Thuận Châu. Bản Lầm, Thuận Châu. Ở đây mọi người đang tìm người mất tích ở xã Bản Lầm, Thuận Châu, cách đây 10 cây số nhỉ, 10 15 cây nhỉ. Phải hơn đấy nhỉ. 15 cây. Tầm 15 cây. Tìm lâu chưa mọi người? 3 ngày hôm nay. Thế là đi bây giờ đi tìm xác thôi quá. Có khi nào bị mắc ở cái bụi tre nào không? Nhỉ. Chưa biết, đang tìm. Nước chảy xiết như thế. Trên kia tìm hết được. Trên kia tìm không thấy ạ? Không có dấu tích gì luôn. Không có dấu tích gì luôn. Ở trên Bản Lầm có một người bị mưa lũ cuốn trôi mất tích. Đây là mọi người đang đi tìm đây. 3 ngày rồi vẫn chưa tìm thấy. Đấy, trên Sơn La mình lần đầu tiên lũ mà nhỉ. Nên không ai phòng bị. Lần này là to nhất trong lịch sử. Lần đầu tiên với anh em thành phố là lần đầu tiên. Vâng. Trên kia thì nó cũng có nhưng mà nó chỉ gọi là nó chỉ ngập đến nhà thôi đúng không? Nó quét hết. Sợ thật. Mấy ngôi nhà đi hết rồi. Cây cối hoa màu thì không có gì luôn. Mất hết. Mọi người vẫn đang đi tìm. Thế mọi người là được phân công ở dưới này à? Bọn em là người nhà của người nhà mất tích. À vâng ạ. Em là trong đội Bản Lầm, em lên quay mấy lần. Em quay nhà mới với quay cưới. Ở chỗ cây xăng ấy, đi vào tầm cây, đúng không? Đúng ba. Đi qua ở dưới này. Đi lên cũng đi rồi, đi xuống cũng đi rồi. Không mà được đấy, đi mường chanh thì lúc đi nó đẹp thế mà bây giờ tàn phá hết nhỉ? Đúng rồi, giờ thì cánh đồng là không có cái gì đâu. Hết sạch rồi. Qua em xem ông nào đang lên ấy, nó thành như kiểu sông luôn mà. Cây số xuống dưới này tìm 3 ngày rồi vẫn chưa thấy. Đây, mọi người đang đến dần để đi tìm. Trên Bản Lầm xuống nhé. Ở đây là bản Lun Hua La. Trên kia là Bản Lầm Thuận Châu. Gọi điện bảo công an xã này giúp. Mọi người đang đổ đi tìm anh. Hầu hầu thế xuống ăn mày mưa sầu to đi.
chuyển má là cũng sao xong rồi, nhá xong rồi. Nào á. Không thì mình nếu mà được thì tầm 2-3 cái thì tốt nhỉ. À, gia đình hậu khẳng quá. Khai làng thuê khẳng quá. Khai ẩu túm đầy giáo sám khẳng như chứ giỏi nổ. Nó mới giờ tìm cái má. Giờ phải tới về bằng sám. Để mọi người đang chia nhau, người thì đi bộ quanh ven ven bờ để tìm xem có thấy không. Xong còn một đội nữa thì đi thuyền. Một đội nữa thì đội thuyền. Đội thuyền để đi tìm tiếp. Đấy. Đây tất cả mọi người đây là đoàn mình hết à? Vâng ạ. Đi tìm đấy ạ. Vâng. Thế là ông cụ chắc là ở nhà ao quá. Nhà nương. Xong, nhà nương à? Vâng. Xong mà mưa xong là không thấy nương cũng trôi quá. Cái nhà trôi đi mất rồi. Ông đi xem ruộng nhà nương ở trên. Vâng. Đi xem ruộng trôi đi theo dòng suối luôn. Đi xem ruộng xong là trôi luôn. Vâng. Xong mọi người không kịp cứu. Vâng. Vâng. Hôm kia thì mưa cũng to nhỉ. Nó thành dòng chảy như suối luôn. Ở đây còn xuống 1 mét nữa cho mình nhớ. Vâng. Hôm qua còn cái này không? Hôm qua còn lên tận trên này. Đây. Còn hạ xuống là may mà xả nhanh đấy. Cửa. Xuống một cửa. Ai mọi người. Đây là các chị này cũng trên bản lầm hết à? Không, bản này thôi. Bản luôn. Ấy, quảng má đi. Ôi, mà là trên thế mà là. Thế còn cơ. Thế phụ. Ừ, phải hay. Thế bà cụ kia là cũng đoàn mình à? Không. À, người đoàn người ở đây quá. Sóng nước mênh mông ở trên kia đến đây 15 cây số. Không biết là ở qua còn dày hơn cái này dày từ đây đến mà giống ở trên mà. Vâng. Người tan ra hết rồi. Dày như đoạn này này. Anh bảo hôm qua là gỗ rất là nhiều, bây giờ còn đỡ rồi. Chỉ đợi nổi lên thôi xong thì chắc nổi hay chìm ở đâu ấy không biết. Thế mới khó. Sợ đắp bùn ở trên kia thôi. Bùn xong là nó bị lấp xuống dưới ấy nhỉ. Nổi lên như con cá kia cũng được đấy nhỉ. Rồi sẽ nổi thôi. Từ lúc trong bụng nó trương lên ấy. Người đang đến dần và đi tìm. Ba ngày tìm kiếm rồi. Lái xe bác đâu nha. Cái đỉnh nổ, nổ FT thế nổ. Thôi mọi người cố gắng tìm kiếm nhé. Vâng. Chúc may mắn anh nhé. Vâng. Mà hơn còn tang, cái mất bờ, cái mất hồng hơn đi.